Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong tiết học số 1 của chương trình địa lý lớp 7. Bài 1 vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký ở góc bên phải phía dưới màn hình. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta cùng tìm hiểu. Sau đây, chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa, trang 96 của bộ sách Kết nối tri thức. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Chắc hẳn trong chúng ta thì mọi người đều biết đến châu Âu ít nhiều qua các cái phương tiện thông tin đại chúng hay cũng như có bạn đã được đi du lịch đến đây. Vậy thì châu Âu nó sẽ mang những cái đặc điểm như thế nào, có vị trí địa lý ra sao và từ đó ảnh hưởng đến các đặc điểm khác về tự nhiên, về kinh tế, xã hội như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong nội dung bài học ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay chúng ta cần phải trình bày đạt được một số mục tiêu như sau. Đó là trình bày được đặc điểm về vị trí địa lý, hình dạng, kích thước của châu Âu, cũng như là phân tích được các đặc điểm của khu vực địa hình chính này, phân hóa khí hậu, xác định được trên bản đồ các cái dòng sông lớn hay các cái đối thiên nhiên ở châu Âu. Thì đó là hai mục tiêu chính bài học này chúng ta cần phải đạt được. Và bài học này thì có hai nội dung chúng ta cần tham học, đó là về vị trí địa lý, hình dạng, kích thước và về đặc điểm tự nhiên của châu Âu. Và bài học này sẽ được chia thành hai tiết. Tiết số 1 cô sẽ giới thiệu cho các bạn biết được về vị trí địa lý của châu Âu, xem nó nằm ở khu vực nào, có hình dạng ra sao và có diện tích là bao nhiêu. Thứ hai, đến với tiết số 2 thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể về từng cái đặc điểm tự nhiên của châu Âu, về địa hình, về khí hậu, về sông ngòi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi tìm hiểu khái niệm sơ khai đầu tiên về châu Âu chúng ta cần phải biết đến. Ví dụ khi chúng ta nhắc đến bất cứ một châu lục hay một khu vực, một quốc gia nào thì chúng ta cần phải biết được là nó nằm ở vị trí nào. Thì đó chính là phần vị trí địa lý, hình dạng, kích thước mà chúng ta được tìm hiểu ở trong mục 1 nhỏ. Bây giờ trên màn hình thì cô có hình số 1, đó là bản đồ tự nhiên của châu Âu. Kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa, các bạn hãy trình bày cho cô đặc điểm về vị trí địa lý, hình dạng và kích thước của châu Âu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có thể quan sát vào trong hình số 1 này, chúng ta sẽ xem được là châu Âu nằm ở vị trí nào. À thì các bạn thấy được là châu Âu thì thuộc lục địa Á Âu. Và châu Âu có trải dài, các bạn hãy xác định cho cô đi từ phía Bắc cho đến phía Nam, trải dài từ vĩ tuyến bao nhiêu đến vĩ tuyến bao nhiêu. Rồi chúng ta xem từ phía Tây sang phía Đông thì trải dài từ kinh tuyến bao nhiêu đến kinh tuyến bao nhiêu. Và các bạn có thể xem tiếp về vị trí địa lý, đó là châu Âu sẽ tiếp giáp với các biển, đại dương và các châu lục nào. Thì các bạn có thể quan sát là trong hình số 1 thì chúng ta có thể kể tên. Và từ đó thì chúng ta hãy rút ra được những thuận lợi và khó khăn từ vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ này của châu Âu. Nó sẽ tác động như thế nào đến tự nhiên, đến kinh tế, xã hội. Thì chúng ta sẽ thấy được qua quan sát thì chúng ta thấy là châu Âu thì nằm ở phía tây của lục địa Á Âu và nó sẽ ngăn cách với châu Á bởi dãy núi Ural. Và phần lớn lãnh thổ thì nằm ở đi từ phía bắc, đó là từ vĩ tuyến 71 độ bắc và xuống vĩ tuyến 36 độ bắc ở phía nam. Và chủ yếu thì thuộc đới ôn hòa của bán cầu bắc. Thì muốn xác định là được thuộc đới nào thì các bạn nhớ lại chương trình địa lý lớp 6 ngày trước. Thì đã có phân chia những cái khu vực đới khí hậu thì các bạn thấy là phần lớn lãnh thổ châu Âu sẽ thuộc đới ôn hòa. Và tiếp theo chúng ta cùng quan sát ở trong cái hình 1 thì chúng ta thấy được là ở châu Âu thì có phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Đại Tây Dương, phía Nam giáp biển Địa Trung Hải và biển Đen và phía Đông thì giáp với châu Á. Ngoài ra thì đi về phía Nam xa hơn một chút thì châu Âu còn tiếp giáp với châu Phi nữa.
Về hình dạng thì có đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh, chúng ta thấy là có rất là nhiều cái đường nét cong tạo thành rất là nhiều đảo biển vũng vịnh ăn sâu vào trong đất liền. Còn về diện tích thì kích thước thì châu Âu có diện tích trên 10 triệu km vuông. Đó chính là nội dung của phần vị trí địa lý, hình dạng, kích thước lãnh thổ của châu Âu. Các bạn có thể ghi chép vào trong vở của mình. Với những cái đặc điểm về vị trí địa lý này, kích thước và lãnh thổ thì liệu có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên của châu Âu? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về địa hình của châu Âu. Thì về địa hình, các bạn cùng quan sát lên trên hình 1, vẫn là hình ảnh ban đầu về lãnh thổ của châu Âu. Thì các bạn hãy phân tích cho cô đặc điểm của các khu vực địa hình chính ở châu Âu này. Xác định vị trí của một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Âu. Thì để phân tích được đặc điểm khu vực địa hình ở châu Âu thì các bạn quan sát ở trong hình 1. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy các cái thang nền màu. Thì đi từ màu xanh nhạt dần và đến đậm dần là màu cam. Thì đó chính là cái phân tầng độ cao của địa hình. Thì màu xanh thì sẽ là biểu hiện cho đồng bằng, còn màu càng đậm lên thì độ cao càng tăng dần, và đến màu cam thì sẽ là những nơi có những cái dãy độ cao trên 3.000 mét, thì thường là các cái khu vực, các cái dãy núi. Và từ đó chúng ta có thể xác định được vị trí của một số cái dãy núi hay đồng bằng lớn đã được chú thích ở trên bản đồ. Thì chúng ta thấy là ở châu Âu thì chủ yếu các bạn thấy đó là nền màu xanh chiếm diện tích là lớn, thì đó thể hiện được là ở châu Âu chủ yếu là đồng bằng, diện tích đồng bằng chiếm diện tích lớn, và ngoài ra thì còn có một số các cái núi cao, ví dụ như các cái dãy Alper hay Cáp Ca, dãy Uran. Từ đó thì chúng ta rút ra được một số kết luận sau đây về phần địa hình của châu Âu. Các bạn có thể quan sát lên trên màn hình. Đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu thì sẽ chia thành hai khu vực, đó là địa hình đồng bằng và địa hình miền núi. Ở địa hình đồng bằng thì chiếm tới 2 phần 3 diện tích của châu lục, gồm có đồng bằng Bắc Âu này, đồng bằng Đông Âu này, và các cái đồng bằng trung lưu và hạ lưu của sông Danube, thì các bạn có thể quan sát lên trên màn hình. Và đặc điểm địa hình thì khác nhau bởi do cái nguồn gốc hình thành khác nhau. Còn ở miền núi thì địa hình núi Già thì sẽ nằm ở khu vực phía Bắc và vùng trung tâm của châu lục, ví dụ như dãy Scandinavia hay dãy Uran, và phần lớn thì có độ cao trung bình hoặc thấp. Còn đến địa hình núi trẻ thì sẽ nằm ở phía Nam như dãy Alper, Carpath, Ban Căng, thì ở đây sẽ có địa hình cao hơn và trung bình dưới 2.000 mét. Và từ đó chúng ta sẽ xác định vị trí của một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Âu, thì các bạn quan sát lên trên mặt. Ở đây thì cô có khoanh vào một số cái đồng bằng chính các bạn có thể quan sát, đó là có đồng bằng Bắc Âu này, đồng bằng Đông Âu này, và các đồng bằng trung lưu và hạ lưu sông Danube thì đã đều được cô khoanh tròn ở trên màn hình. Các bạn có thể quan sát để xác định được vị trí của các đồng bằng. Hay thứ hai là các cái dãy núi chính, thì ở đây cô cũng đã khoanh đỏ, đó là dãy Scandinavia này, dãy Uran, dãy Alper, dãy Carpath hay dãy Ban Căng. Cô đã hệ thống toàn bộ kiến thức về phần địa hình qua sơ đồ ở trên màn hình, thì các bạn có thể ghi chép cái sơ đồ này vào trong vở để chúng ta sử dụng làm tư liệu học bài, để có cách nhìn trực quan hơn về đặc điểm địa hình của châu Âu. Thì có thể các bạn chưa biết thì đồng bằng Đông Âu thì gồm có các cái vùng đất cao, đồi núi thoải, xen với các vùng đất thấp hoặc thung lũng rộng, và đồng bằng trung lưu Danube thì tương đối thấp và bằng phẳng trừ ở phía tây ra. Thì ở đây cô có một cái lược đồ tự nhiên về khu vực Đông Âu, và đây là hình ảnh của đồng bằng Đông Âu, hay tiếp theo đây là hình ảnh của dãy núi Alper. Đây là cái dãy núi cao nhất tại châu Âu. Phía tây của Alper thì bắt đầu đi từ thành phố Nice, đi qua biển Bắc Italia, chạy qua miền nam của Thụy Sĩ, Liechtenstein của miền nam nước Đức, và dừng lại ở thung lũng Viên của Áo.
Tổng chiều dài của dãy núi là 1.200 km, thế núi thì vô cùng hùng vĩ, chiều ngang rộng là 120 đến 200 km, có nơi lên đến 300 km, và độ cao so với mặt nước biển thì vào khoảng 3.000 m. Thì đó là một số cái thông tin về các cái đồng bằng cũng như là dãy núi ở Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những nội dung và các bài học mới nhất nhé.